sản phẩm đầu tay đấy, được rồi đấy. Mình sẽ cắt từng cái cánh của nó ra đấy các bạn nhé. Chua lắm, cho rất là ít thôi. Ngon lắm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tây Bắc Vlog. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mấy bạn nhỏ này đi dính ve nha các bạn nha. Mình sẽ lấy cái nhựa cây mít. Để lấy được nhựa mít thì mình phải chặt vào cái phần vỏ này. Chọc một ít vào cái cuống của quả này thì nó sẽ rất là nhiều nhựa này. Đấy các bạn thấy chưa, nhựa chảy ra tong tong kìa. Đây mình nhựa đây, cái que đây. Mình sẽ cuốn lại như này. Đây là phần nhựa ở thân nha các bạn nhé. Đây nó chảy rất là nhiều rồi. Đấy ve kêu ầm rồi đấy. Được ít lắm. Nhưng mà cái này cũng được ít thôi, nhưng mà nó cũng dính. Khi bắt được ve thì mình sẽ sâu bằng cái lạt này. Cái lạt thì mình sẽ chẻ nhỏ nhỏ ra một chút. Đó, sau đó thì mình sẽ thắt một cái nút ở đây để nó không bị tuột xuống dưới này. Bây giờ đến cái đoạn gắn cái que nhựa nha các bạn nhé. Đấy, thì gắn sát vào. Gắn thật chắc vào. Anh Béo đã gắn xong. Cái cần này thì làm bằng cái cây nứa các bạn. À, mùa hè thì những cái con này nó hay xuống suối uống nước đi. Kia cứ phát hiện ra một con rồi. Ôi bay rồi. Sản phẩm đầu tay. Đây này các bạn, đấy, thấy nhựa dính ác không? Được một con rồi. Ôi bay rồi Đăng ơi. Dính con chuồn chuồn này đi. Đây đây, một con chuồn chuồn. Ê. Ôi, hai con luôn à. Dính lắm. Cần rung quá. Ô. Được hai em rồi. Con này kêu dữ lắm. Nó đang xuống rồi. Ôi xa quá thì thôi. Có một con dính ở đây. Đâu? Con chuồn chuồn thôi. Năm nay nắng hạn lắm nha các bạn. Cái suối này như mọi năm nước chảy to lắm. Bây giờ bé tí, chảy rất bé luôn. Nắng nóng này có cả gà rừng các bạn. Đấy, gà rừng nó kêu đấy. Được không? Cái kia một con kìa Đăng ơi. Ở trên cái cây kia kìa. Thấy chưa? Ở gần cái chuối kia. Ô cái cần này ấy quá. Ai da, chính rồi. Đâu? Trên cái rừng mận này hay có đấy. Đấy ở cây dừa cái kia Đăng ơi. Đấy ở trên kia kìa. Đấy. Con này không biết kêu à? Tú. Đây còn một con.
Con này nó sẽ kêu. Kêu à? Của anh đang cái kêu to thế. Ôi, bay rồi. Anh Tú được à? Cái cần của anh Đăng ấy làm bằng cái cần câu nó nhỏ nó rung quá. Đây cây mận này bác, nhiều mận kỳ luôn này. Mận sai lắm. Có còn sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Nhiều cực kỳ luôn. Nó nhiều quá nên quả hơi bé. Mai thay cái cần đi nhá. Lúc nãy nghe kêu Tú ạ. Đấy, thẳng thẳng thẳng. Đây rồi. Nè, đưa cần đây cho bố nào. Đây này, cái cần này nó rung quá. Thể hiện xem nào. Thể hiện tài năng xem nào. Tí rơi bùm xuống ao này bây giờ. Đây này. Thấy chưa? Nắng nóng 42 độ nha các bạn. Hai anh em vẫn quyết tâm là đi dính ve. Đây 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 đây. Đậu ở người Tú này. Sang bên kia rồi. Đi đi chậm thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhiều lắm. Khôn quá. Này. Bộ em. Anh béo là có quả mũ tài phiệt nè. Rất là ăn chơi. Đấy đấy. Đấy bắt đầu kêu xuống rồi đấy. Được rồi. Tú lại được một con rồi. Tài phiệt lại được một con rồi. Cao bồ miền Tây được một con rồi. Đấy, được hai con rồi. Hai em của hôm nay. Anh béo này may mắn rồi đấy. Đang đưa cần đây, đưa cần đây. Đấy. Đỉnh cao chưa? Một. Ô con này im con không? Không biết kêu rồi. Một, hai, ba. Ôi, được rồi. Ôi, chốt cũ rồi. Sẽ có một cái thủ thuật nhé các bạn nhé, gọi là gọi ve. Anh đang gọi. Đấy đấy đấy. Nghe kêu. À. Bây giờ mình vỡ giọng rồi nên là không gọi được các bạn nhé. Chỉ có trẻ con thôi thì mới gọi được cái giọng đấy. Hôm nay thêm nhân lực nha các bạn nha. Con này có lấy không đấy? Có, con nào cũng lấy hết mà. Con nhiên nó tự đậu vào thôi. Con gì? Con chuồn chuồn. Chuồn cũng bắt đi. Đấy. Đấy. Mình đổi sang cái cần mới rồi các bạn ạ.
cần mới hiệu quả hơn, cái cần cũ nó rung quá. Ở trên cái cành ổi kia. Ôi sao không đội mũ vào? Đi lấy mũ đi. Nắng này có mà vỡ đầu à? Đấy, được rồi đấy. Ở trên cái xoan kia kìa, đấy. Một con, hai con, ba con. Đi lên trên đường đi. Đấy, lại được rồi đấy. Ôi, nhiều đấy. Trong này hay có nhiều đấy. Anh đang gọi đi. Ôi rơi rồi, mình nhặt cho bố đi, rơi rồi. Đấy, sau một thời gian đi dính thì cũng được từng đây nha các bạn nhé. Cái này khoảng bao nhiêu con đấy Đăng? Chắc tầm khoảng 100 con đấy bố. 100 con à? Đấy, hơn 100 con. Tối nay mình sẽ làm món ve rang muối. Muối với nước măng chua nhé. Mình sẽ cắt từng cái cánh của nó ra nha các bạn nhé. Bởi vì cái cánh của nó sẽ có cái nhựa dính nên mình phải cắt bỏ đi. Đây, sau khi mình cắt bỏ ra thì nó sẽ như này các bạn. Đây, sạch sẽ luôn này. Bây giờ mình sẽ rửa sạch sẽ, xong rồi mình sẽ làm một món rang, rang muối với nước măng chua. Vẫn còn kêu rồi, mình chỉ cần rửa qua sạch sẽ đi là ok thôi. Ừ rồi, nó có nước lã. Con này nó chín nhanh lắm nha các bạn ạ, bởi vì trong nó rỗng thôi, nó không có gì, nó chín nhanh lắm. Đấy, cái này thì mình chưa ướp vào cái gì cả, tí nữa mình sẽ pha cái nước măng chua, pha cái nước măng chua để mình cho vào, nêm vào một ít thôi, không cho nhiều. Đây là nước cốt măng chua nha các bạn nhé. Đấy, cái loại nước này thì rất là đặc biệt, các bạn miền núi Sơn La hoặc là các vùng Tây Bắc thì các bạn sẽ biết, nhưng mà những cái vùng khác thì có lẽ là cũng lạ với cái nước này. Hôm nào mình sẽ làm một cái video chuyên về cái loại nước này. Chua lắm, cho rất là ít thôi. Và cái đặc biệt là cái loại nước này ấy, thì mình chỉ cho muối với mì chính thôi, không cho súp, không cho gia vị khác, thì mới giữ được cái hương vị với cái độ chua của nó. Còn cho súp với cho một số gia vị khác thì nó sẽ mất đi cái vị chua với cái mùi thơm đặc trưng của nước cốt măng chua. Đây, muối thì mình dùng muối trắng đây các bạn, muối iốt đây, cho cả gói luôn. Bằng đấy có ve thì mình sẽ cho từng này. Không, một tí nữa mặn quá. Đây, mì chính đây. Mì chính cũng cho vừa phải thôi. Rồi, bây giờ mình đánh lên. Đây. Vậy mà thơm chưa? Thơm phút. Một chút, đảo một chút thôi là nó sẽ thưởng thức được rồi. Đấy, mình sẽ thử cho các bạn xem là cái cảm giác ăn con ve rang muối với măng chua nó như thế nào. Chọn cái con nào mà nó... Đây, mình sẽ chọn cái con này. Đó.
Ngon lắm. Còn nữa. Ngon lắm nào. Ê, chàng đang thử một con này. Ngon không? Ngon. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn.